Thật sự, việc đội con rối ra ngoài để đón khách không phải là việc đơn giản. Dạ đúng rồi, vừa nhảy múa liên tục, lại vừa nực nữa, mệt lắm quản lý ơi. Không có việc gì mà không mệt đâu cậu. Bây giờ, chia theo cặp, cứ xây tua. Ai thích cặp với ai thì nói. Em với Thanh một cặp. Em với Hải. Cúc với em. Vậy là xong, cứ vậy mà làm. Tính từ hôm nay, Tùng, Thanh. Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì? Ai kêu anh chọn tôi chi vậy? Tại thấy tụi mình ăn ý. Ăn? Ăn cái đầu anh đó. Ai da đau. Đẹp quá. Đúng chỗ qua té, tao cũng chết. Anh. Xuân nè, sao con không học kinh tế như thằng Tuấn? Để sau này hai đứa về phụ má luôn. Bà, làm như tụi nó lấy nhau không bà? Không thôi, thì ở nhà buôn bán với má. Con gái học nhiều để làm gì? Để hiểu biết, để khỏi nó bậy. Để mà đói nữa. Má. Phải rồi, cha con mày lúc nào mà chả một phe. Đồng nghiệp mà. Nhà giáo mà. Đồ soạn sao rồi không biết nữa. Sao? Nghĩ kỹ chưa? Dạ kỹ. Ký túc xá để dạy kèm. Em cạo cho nó đi. Quay lưng lại. Được không? Gái gì mình phụ bảo vậy? Con trai nhúng theo. Đau. Kiếm tôi hả? Nhà có ai đâu. Mình đi tao kia nói chuyện đi.
Thôi mà, đừng giận em. Mấy bữa nay em bận học mà. Có nhớ chứ? Có. Ghét, ghét. Tôi chỉ lấy phần tiền lương của tôi thôi, còn lại tôi trả. À, cô Xuân, tôi có quen một người, ông ấy nhờ tôi kiếm giùm một dây sư thật tốt để dạy cho thằng con lì lợm của ông. Tôi thấy cô dạy rất tốt, tôi cũng thấy cô dạy bé dạy lắm. Tôi biết là cô rất thích công việc đó, vậy cô có đồng ý dạy cho thằng con lì lợm không? Nhưng sao anh có hứng thú giới thiệu vậy? Để chuộc lỗi, con bé Nga không chịu học cô nữa, một phần cũng là lỗi của tôi, đúng không? Nhưng tôi chỉ rảnh sau giờ học thôi. Thì cô nhớ nha, sau 5 giờ chiều đó. Thực giờ xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi. Cô cứ cầm tiền để tôi yên tâm. Nhưng ở đâu? Anh ơi, tính tiền giùm. Chào em. Sao vậy? Sao là sao? Khu này tôi làm mà. Ai kêu anh lại đây làm? Của anh đằng kia kìa. Tại anh thích làm chung với em. Thích hả? Ờ. Thích thì làm mình đi. Ê, làm một mình biết chừng nào xong đi trời. Vậy vậy đi. Vậy hết đi, không thằng nào được ngủ hết nữa. Thằng kia, dậy luôn. Sao hết ngủ luôn rồi? Đúng vậy. Bữa nay tao có chuyện vui lắm. Dậy đi, tao sẽ kể cho tụi bay nghe. Thằng này dậy luôn. Tao quên. Ngu sao mà kể. Bí mật. Thằng thầy bói đâu? Thằng thầy bói đâu? Dạ, con đây. Ơi, trời, thầy làm ơn bói giùm em một quẻ đi thầy. Trời ơi, thầy đi làm về mệt quá, bói gì nữa mà bói. Thầy, thầy, bây giờ thầy chịu bói không? Thầy chịu bói không? Đưa tay đây. Có gì ông nội? Tình duyên. Hả? Đẹp mà đúng vậy. Cái tưởng trẻ. Chà, mua sắm làm điện hả? Bê bộ đồ cho ba má. Tiền dạy thêm đó mà. Ba má đi công chuyện với Bến Tre, nay mai lên thế nào cũng ghé thăm. Mà Thanh ơi, bây giờ Xuân mới biết. Mà Xuân biết gì? Mua quà cho người thân cảm giác lạ lắm, thích lắm, hạnh phúc lắm. Xuân nói gì không phải nào. Thanh sao rồi? Có gì đâu. Nhớ má. Look up in.
đến cùng anh ngắm trời xanh chốn bình yên bên đời em chú chân thời gian cho con quên hết sao chân ngồi đi con một chủ quán này à từ từ ngồi dạ anh chị xin gì ạ uống gì gì cũng được em cho một ly cam với ly sô đá dạ mà nè sao hôm qua anh không cho tôi địa chỉ này khỏi mất công anh phải tới cổng trường chờ chứ bộ tôi khó coi lắm hả cô sợ ai nhìn thấy à không có vậy thì tốt rồi thằng nhóc đó đâu nó nè là tôi không được à sao má lên gãy vậy trời ơi con vừa kêu cái má đi liền á tại xe hư mà có chuyện gì vậy con làm má nóng ruột muốn chết à má ơi con được mời đóng phim cái gì con được mời đóng phim hả dạ ơi hay quá vậy con được làm diễn viên điện ảnh hả trời ơi chị ơi nó được làm diễn viên điện ảnh nè trời ơi làm quá tưởng cái nhà ơi thí kiều của tôi giỏi lắm nè Không nói nữa, tôi trả là anh nè. Đừng mà cô, tôi nói thiệt đó. Tôi cần học thêm ngoại ngữ để đi làm. Tôi dốt lắm. Tôi phải có người kèm thì biết mau biết bộ được. Vậy sao anh không nói ngay từ đầu? Anh tính giỡn với tôi hả? Không, cô nói vậy quan cho tôi quá. Nếu mà tôi nói ngay từ đầu á, thì làm sao cô chịu dạy cho tôi, đúng không? Thôi, giúp tôi đi mà. Nghe cô. Số tiền đó tôi sẽ trả một tháng nữa. Ok. Mấy giờ? Ở đâu? Tùy cô. Ba má. Ba má đi đám cưới có vui không? Vui gì mà vui. Tốn thời gian mệt gần chết đi nè. Sao rồi cô giáo tương lai? Báo cáo coi. Con chào chú Tư. Chào cháu. Quà của cháu đây. Dạ tốt. Con vẫn đi dạy kèm. Ba má, con có quà cho ba má nè. Quà cho má hả? Cái gì vậy? Nè, con tâm mà sao? Ai muốn đi dạy kèm thêm chi cho mệt? Ổng vô xương rồi kia kìa. Cặp đấy. Thôi má, tiền bữa trước má cho con còn mà. Lấy đi con, để nó vào phòng thân. Cầm đi con. Thôi, ba má về, cho kịp công việc của má con. Con vô đi, ba má về nghe. Dạ, khoan đã. Con cầm lấy cái này, để má liên lạc. Cái điện thoại cũ của con, mất sóng hoài chậm chờ, có chịu bực mình. Thôi, ba má về sớm cho khỏe. Kêu thuê nhà ở riêng không chịu. Bày đặt đi dạy kèm dạy kiếp. Làm như nhà nghèo khổ lắm không bằng. Con nó thích gì mà. Thích gì mà thích. Tại ông á. Ba má về. Chú tôi về. Chú về nha. Ba về con ở lại nha. Má. Ba về nha. Kiên, con đi chơi à? Má đem đồ chi mà nhiều vậy?
để thai chứ làm chi. Ngay cái phim đầu tiên, má muốn con gái của má thiệt là nổi bật. Chết rồi. Cái gì chết? Ai chết? Hồi chiều lo đi mua đồ mà con quên. Quên chuyện gì? Tới cay. Đi đâu? Ngồi xuống đây. Quên tới cây phải không? Con nhiêu đó cũng làm ta hết hồn nữa à. Thì để lát mới tưới cho. Mới giờ sơn móng tay móng chân đó, ra ngoài đó quẹt qua quẹt lại lát nữa rồi cái hư cái đổ thừa người ta. Mệt à. Đến giờ này con mới về à? Dì tới đây làm gì? Sao mấy hôm nay con không về nhà? Về nhà? Bà nội về quê rồi. Tôi còn gì đó làm gì nữa? Đó là tùy con. Dì biết là con không thích dì qua đây, nhưng mà dì tới trường mấy lần mà con thì không đi học. Cái gì? Dì đến trường tôi mấy lần rồi à? Nếu vậy thì dì cứ về nói với ổng đi, rồi ổng sẽ không đưa tiền cho tôi nữa. Con... Dì về đi. Cảm ơn sự hợp tác của dì khi nội lên thăm. Không ăn sáng à? Ăn không có kịp. Công chuyện nhiều quá. Lúc nào cũng công việc công việc. Chuyện gì nữa? Chuyện gì? Hay là nghi ngờ ghen tuông gì nữa? Tôi không có rảnh đâu mà ghen. Vậy chứ chuyện gì? Tôi lo đủ hết rồi mà. Lo đủ? Ông có bao giờ quan tâm tới con cái đâu. Cái gì? Hằng Nga, con hư hỏng gì đó hả? Má, tự nhiên à, làm như con hư hỏng lắm nha. Vậy chứ sao má con nói? Má nói sao má? Con cũng không có hay ho gì đâu. Bực bội, ăn cũng không yên nữa. Là sao? Ông có mấy đứa con? Mấy đứa? Điên. Sung sướng quá rồi điên.
chuẩn bị đi, xong cảnh này tới cảnh quay của em rồi đó. Con dậy đi con. Dậy đi con. Dậy đi em. Nè, dậy đi con. Dậy. Nè, dậy. Mau 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 mau. Lại kêu quá Trang, rồi thay phục Trang đi em. Cái bộ đồ này hả? Sao xấu hả? Xuống ruộng mà bác. Con, thay đồ xuống ruộng, quay. Ừ, xuống ruộng hả? À, con xuống ruộng đâu, con sợ đẻ lắm. Nhanh, ra thôi. Để em quay chút xíu đi con. Thôi đừng có khóc nữa. Khóc hồi nãy giờ khóc hoài à. Sao vậy chị? Có chuyện gì mà từ ngoài đầu ngõ ra khóc ròng rồi? Trời ơi, đỏ cả mặt mày. Người ngọm tóc tai gì mà ghê vậy? Đóng vai gì mà khóc vậy Kiều? Có đóng gì đâu chị ơi. Sao vậy? Bị cướp vai hả? Trời ơi, bây giờ người ta cướp giật tranh giành nhau ghê lắm. Hơi yếu chút là thua. Có hơn thua yếu kém gì đâu. Mà là... Làm sao? Là tôi bắt nó trả vai, tôi không cho nó đóng nữa. Trời ơi, hèn gì. Con nhỏ khóc sưng hết mặt mày. Ủa, mà sao lại trả? Mới hôm qua hai mẹ con hí hửng với nhau lắm mà. Làm sao mà đóng được chị? Chị nghĩ coi con tôi con nhà đàng hoàng, giờ biểu đóng vai ca ve làm điếm làm sao? Trời ơi, cho vàng tôi cũng không đóng nữa chị. Mang tiếng chết luôn à. Đúng rồi. Xuân, ở nhà một mình không sợ hả? Sợ cái gì? Có gì đâu mà phải sợ. Xuân ăn chung cho vui. Cảm ơn Trang, Xuân sợ chua lắm. Xạo hoài, con gái có đứa nào sợ chua đâu. Sợ tôi bỏ thuốc phải không? Bỏ thuốc được gì? Nhan sắc hả? Trang cứ nói giỡn hoài. Được rồi, mình ăn. Vậy có phải vui không? Xuân biết sao hôm nay mình về sớm không? Xuân nghĩ chắc đi chơi hoài Trang cũng chán. Đúng, nhưng còn một lý do nữa mà Trang về sớm đó. Là gì? Trang nói đi. Để gặp Xuân.
Gặp Xuân. Ừ. Đúng vậy. Làm diễn viên là phải biết giữ gìn tiếng tâm. Không có dễ được. Dễ quá là nó có khuôn. Sau này á, người ta giao hoài một vai á, có mà chết. Nó có khuôn, đúng không? Sao không đúng? Nè, nó cũng giống như buôn bán vậy đó. Ăn thua cái lần mở hàng. Thấy chưa? Ai? Ai gọi vậy? Alo. Dạ. Dạ đạo diễn nói sao? Nè. Nè. Chắc năng nỉ đó. Đừng có nhận ngang. Rủi tụi nó kêu cái vai sexy có mà chết. Thôi bà im coi. Dạ. Dạ được. Dạ rồi sáng mai. Trời ơi. Nhận rồi hả? Trời. Con nhận gì vậy? Hả? Họ nói làm sao? Dạ người ta nói là đoạn phim con bị hư. Ngày mai quay lại giùm. Trời ơi, ngu ơi là ngu hà. Có một câu thoại mà đứng nắng cho đĩa cắn cả ngày vậy đó. Rồi bây giờ nhận làm lại là làm sao? Trời. Sao không nhận được? Phải có đầu đức nghề nghiệp chứ. Trời ơi, đóng rồi mà còn sĩ diện. Tưởng chuyện gì? Chứ chuyện đó thì có khó khăn gì đâu. Mình sẵn sàng. Xuân hứa rồi nha. Tất nhiên rồi. Nhưng mà mày khó quá thì phải chịu thôi. Mình mừng quá. Xuân biết không, Trang bị mất căn bản nhiều lắm á. Thi rớt nhiều cũng quê lắm chứ. Trang quyết định từ bây giờ phải học thật tốt. Vậy thì hay quá. Ráng lên. Xuân à, mình là bạn nha. Mình là bạn. Xuân là một người bạn rất tốt. Sao Trang biết? Trang biết chứ. Biết từ bữa Xuân nhận cắt làm hai cái áo của Trang trong vali của Thanh đó. Trang à, mình tin Thanh. Trang cũng đang tìm cơ hội để xin lỗi Thanh. Bí mật nha. Xin lỗi, vì đã làm Thanh sợ. Gì sợ? Thanh nhận đi, tặng nè. Khỏi nhìn, giờ này người ta về hết rồi, không có ai thấy đâu. Gì đâu sợ, mãi gì vậy? Khi không tặng quà là sao? Thì Thanh cứ nhận đi. Vô duyên, không nói lý do ai mà nhận. Thì cảm ơn vì đã cạo gió giùm. Trời, vậy cũng tặng quà. Tôi học y mà, không lẽ thấy chết mà không cứu. Thanh, nhận đi mà. Lý do không chính đáng, không nhận. Quà tặng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cảm giác là một quá trình nhận thức tròn mắt ra cách bề ngoài cái sự giật hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của con người. Con người có thể phản ánh được các thuộc tính sự giật hiện tượng biết tao siêu cỡ nào là do nó có một hệ thống hết sức phức tạp. Các cơ quan cảm giác có thể tiếp nhận các kích thích đi từ các nói gì mà nói hoài vậy đó. Nói ra ngoài mà nói. Có chuyện gì vậy các em? Dạ em xin lỗi cô. Học cũng không yên nữa. Các em tập trung chứ. Mọi kích thích liên quan tới một thuộc tính của sự giật hiện tượng. Má! Má ơi! Lẹ lên! Sao lâu quá vậy? Trễ bây giờ á. Làm gì mà hối dữ vậy? Làm sao mà trễ được?
Mà con đi sớm làm cái gì? Bữa nay con quay cảnh đồng trưa mà. Con ngại tới trễ lắm, con muốn diễn hay hơn Quang. Khổ, xuống ruộng cho đẻ cắn mà cũng ham nha. Má này, làm như ai muốn cũng được chứ. Ui, ui da. Vậy sao? Chứ làm sao nữa? Má nghĩ coi, sao tao không mời má mà mời con? Hay quá. Alo, Hồng hả? Ờ, sao? Kêu mang tập gì? Làm gì? Hả? Sao? Chuyện gì? Trời ơi, chết rồi, chết con rồi. Chuyện gì? Chiều nay thi kinh tế chính trị. Trời, có làm sao đâu, con học nghệ thuật mà. Không được, đó là môn bắt buộc. Trời ơi, cái môn đó. Sao giờ má? Thi, hay là đi đóng phim? Trời ơi, sao má biết? Bệnh hết Thanh. Thanh. Ủa, ăn xong rồi hả? Sao lẹ vậy? Thanh sao vậy? Có bệnh gì không? Làm gì có, đâu có gì. Từ sáng tới giờ không nói một câu nào là sao? Nếu không có gì thì ăn cơm chứ Xuân. Thôi mẹ ăn đi, tao không đói. Ăn cơm. Xuân à, tao... Thanh muốn nói gì? Cứ nói đi. Bộ định giấu luôn Xuân nữa hả? Có chuyện gì thì Thanh nói đi. Tao nhớ hôm bữa mày nói, khi mình mua quà tặng cho người thân, cảm giác lạ lắm, hạnh phúc lắm, đúng không? Ừ, đúng rồi. Tại vì á, mình có tình cảm với người nào thì mình mới tặng quà cho người đó. Ừ, mà không chỉ có vậy thôi đâu. Người được nhận quà cũng vui mừng. Ừ, cũng có cảm giác không khác gì người tặng, mà còn hạnh phúc hơn nữa là khác. Chưa hết ca mà, sao tới sớm vậy? Thằng này nó điên mà. Bệnh thì ra ngoài quầy đi. Ở đây để mà lấy bệnh hả? Bệnh đâu mà bệnh. Thôi đi đi cha. Giống thấy sợ. Ừ, có gì giống bà? Thì cha con giống nhau chứ sao. Con giống ba là đúng rồi, chẳng lẽ giống ông hàng xóm. Tầm bậy. Cái hay cái tốt không giống, thấy giống toàn hư thân mất nết không à. Chút nữa ba đi Hà Nội rồi, sao không lấy tiền tháng này đưa tôi đi? À, bà không nói tôi quên đó. Nga, lời lấy cho ba cái cặp con. Dạ. Wow, ba giàu quá. Khỏi nên, ba đưa hết cho má con đó. Mà nè, hôm bữa má có nói nên đưa tiền thêm cho thằng kia nó xài. Má nói nó lớn rồi, cũng còn có bạn có bè nữa. Má nói vậy à? Ừ. Ông khỏi lo đi, ông làm như tôi keo lắm vậy. Cứ cho nó nhiều tiền vô rồi không quan tâm coi nó ăn chơi ra làm sao là ông hại nó đó. Anh hai vậy mà sướng.
Biết vậy con cũng dọn ra ở riêng luôn. Con dọn ra ở riêng làm cái gì? Chứ ba cho tiền ba xem đó, má lấy hết rồi. Ừ, mày ra ngoài đi, rồi có một đồng mới lạ. Đó, ba thấy chưa? Thôi, được rồi. Nè, đi chơi cho dữ vô đó nha. Cảm ơn ba. Phải ngâm cho kỹ, chà cho kỹ chứ không thôi phèn đóng vô xấu ráng chịu à. Má thấy hôm nay con diễn sao? Hay, hay lắm á. Mà hay gì? Thì hay là hay chứ hay sao, hay cái gì hỏi kỳ cục quá. Nhưng mà ở trên lớp á, cô con hay hỏi vậy lắm á. Mình phải biết phân tích nè, mới đánh giá được. Ờ, nói cô giáo mới nhớ, con thi chính trị gì đó xong chưa? Khi không cười à? Con Hồng á, nó lộn, tuần sau mới thi, khùng. Lớp con cũng nhiều đứa khùng lắm. Anh Tâm em về. Ừ. Nè Tùng. Dạ, tới giờ em về rồi. Anh biết, anh xin em, từ mai đừng có xịt dầu thơm nữa nghe. Mùi gì nghe ghê, gần chết. Mùi độc thiệt. Tiếc thiệt, không đi được thiệt sao? Ừ, xin lỗi, Thanh bận lắm. Thanh... Thôi, nói vậy thôi, Xuân hiểu mà. Nhưng Xuân cảm giác có chuyện gì đó không ổn cho lắm, đúng không? Hay... Khùng, lại đón già đón non. Thôi đi ngủ, mai còn dậy sớm nữa. Xuân, đưa đây anh sách cho. Xuân, hay quá, ba đứa cùng về quê quay đã luôn. Con chào bác. Con biết không, con Kiều nó nôn về quê mà cả đêm nó không ngủ vậy đó. Chú cứ sợ cháu Trâm làm chạy một mạch, ai về tới đây còn sớm. Mời tất cả lên xe, xe thành phố miền Đông khởi hành. Đi đi. Giống lơ xe thiệt. Xuân, chờ Trang với. Chào bác, chào chú, chào các bạn. Xuân, hôm qua nghe Xuân nói là bữa nay về quê, mình thích quá, xin đi theo nè. Ủa, Xuân là bạn của anh Tuấn hả? Hai người quen nhau hả? Cha cũng hay đến quán của anh Tuấn chơi, khách quen mà. Dạ, đây là Trang, bạn cùng phòng của con. À, wow. Dạ ba. Bạn của Xuân đẹp quá à. Thôi, có chuyện gì lên xe rồi nói. Đi. Đi. Dạ. Lên đi con. Bất ngờ không? Đóng cửa lại con.